Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Tùng. Hôm nay thì Xuân Tùng đã có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn ạ. Ở phía xa xa kia là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây hôm nay là đầu tuần nhưng mà phố đi bộ cũng khá là đông người các bạn nhé. Ở đây đây vui chơi và chụp hình các bạn. Ở phía bên kia là họ đang tổ chức chương trình cải lương các bạn nhé. Đó là đang biểu diễn cải lương bên đó các bạn. Và hôm nay thì Xuân Tùng sẽ dẫn các bạn đi review khu chung cư cà phê các bạn ạ. Đó, giờ này thì khu này khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng thế giới các bạn nhé. Chung cư cà phê này các bạn ạ. Ở nơi đây tập trung khá là nhiều quán cà phê và nhà hàng. Vì dịch Covid thì ngày trước đây thì mình biết được là ở đây cũng rất là kín đèn các bạn ạ. Hồ nào cũng có đèn nhưng mà sau dịch Covid thì cũng có một số hồ ở đây nó bị xuống đèn nha các bạn ạ. Bị tối rồi các bạn nhé. Họ chẳng đã trả lại mặt bằng rồi. Và phía dưới ở đây thì là nhà sách các bạn ạ. Ở đây là chung cư số 42 nha các bạn ạ nhé. Số 42 Nguyễn Huệ các bạn ạ. Địa chỉ là 42 Nguyễn Huệ. Đó. Đây mình sẽ để chế độ tối cho rõ nét một xíu cho mọi người có thể thấy nhé. Rất là nhiều quán cà phê và quán ăn ở trên đây các bạn ạ. Rồi xin mời các bạn sẽ cùng đi tham quan khu chung cư cà phê này với Xuân Tùng nhé. Và đây là nhà sách Nguyễn Huệ này các bạn này. Đây chúng ta sẽ nhìn qua một lượt đây nhé. Chung cư nhìn là sáng đèn khá là đẹp các bạn ạ. Rất là nghệ thuật. Kế bên là tòa nhà Times Square rất là cao nha, khá là cao nè các bạn. Đây. Đó, khá là nhiều khách kìa. Đó, khách đang ngồi trên đó đây các bạn. Rồi chúng ta cùng tiến vào review xem nào. Thực ra thì mình cũng ở đây khá là lâu, ở Sài Gòn khá là lâu rồi, hơn chục năm rồi. Nhưng mà khu cà phê này thì thầy được thành lập được hội tụ với đây sau ngày phố đi bộ Nguyễn Huệ đấy các bạn. Được xây dựng hoàn thành. Đây là khu vực chúng ta bước vào nhé. Cái bên nhà sách đó. Đó. Chỗ này thì ở bãi giữ xe các bạn này. Ủa anh ấy cái tắt máy này là xe được lên lầu thôi. 3.000. Ở đây là thang máy là 3.000 một lượt các bạn. Ba lần tổng xuống một người. Thôi là mình sẽ đi xuống bằng thang máy nha, giờ thì mình đi review để đi bộ nha các bạn. Đây là cầu thang bước lên này. Đây là một cái chung cư cũ các bạn ạ. Sau này khi mà phố Nguyễn Huệ mở, đi bộ Nguyễn Huệ được mở ra thì các ca nhé, quán cà phê và quán ăn mới tập trung ở nơi đây các bạn. Mới lên lầu 1 mà chưa có gì các bạn, bây giờ phải lên nữa hả? Chung cư này thì ngoài những cái quán mặt tiền ra thì phía sau thì cũng khá là nhiều quán ăn các bạn, đồ ăn và thức uống. Đây. Bên này là gì đây?
Một số nhà ở đây thì đóng cửa rồi các bạn. À, mình quay ra nhá. Đây, tiếp lên lầu các bạn. Đó, chỉ có một số cái nhà hàng ở bên đây, phía sau này. Lên tiếp lầu nữa các bạn. Bắt đầu trên đây. Hãy bắt đầu đấy sáng rồi các bạn. Đây là có một cái bức hình mà chụp chung cư này các bạn. Sắc nét, còn đây là trà sữa, cà phê và trà trái cây. Các loại bánh Đài Loan. Mình giới thiệu các bạn. Đây là quán Coffee and Chill. Đây có quảng cáo luôn. Đây là quán, một số quán ở phía sau các bạn nhé. Pop là quán này các bạn. Quay quán. Có một cái cửa khá là đẹp. Đây là quán thịt bò các bạn nhé. Trời, khá là mắc, 779.000. Wow. Đây là quán trà sữa và bánh của Đài Loan. Một cái cửa khá là nghệ thuật các bạn nhé. Ở đây là quán ba nhỏ các bạn, ăn cocktail và coffee, coffee and chill. Bên đây thì có một số nhà hàng đóng cửa rồi này. Rồi lên tiếp các bạn nhé. Đây là một sản phẩm quảng cáo của pizza. Đây là thực đơn các bạn. Wow. Coffee or milk tea. Ly trà sữa 70.000 các bạn ạ. Mình cứ nghĩ tưởng là 10, mới nhìn qua tưởng là 10.000 chứ. Wow. Dessert coffee cũng 75.000 các bạn ạ. Bộ giá khá là cao nhá. Và nước ngọt thì rẻ hơn chút xíu nè. Hoặc là 27.000. Wow. Và nhà hàng các bạn ạ. Và đồ ăn có ở đây, một pizza, một pasta, hai soft drink, một cái bánh pizza, một phần mì các bạn, mì ý các bạn ạ. Và hai phần nước uống là 345.000. Thịt khao 15.000. Và pizza. Cao vào 0 giờ chiều các bạn nhé. Đây. Think and dream. Đây. Cà phê thức uống này, cà phê trà sữa này. Bên đây là mì ý và pizza các bạn. Mọi thứ thì ngoài sân bởi thì cũng khá là nó là cũ kỹ, cổ kính các bạn ạ.
Đây, những cái phần chưa sơn này đó, thì khá là cũ các bạn. À, nhất là cầu thang này các bạn có thể thấy rất là cũ các bạn nhé. Đây, đây. À, chỉ những cái căn nào ô nào kinh doanh thì họ sẽ trang trí lại các bạn. Rồi Hà Nội đây, cái nhà hàng Hà Nội các bạn nha. Ô Sài Gòn ơi, là cà phê uống Sài Gòn ơi các bạn. Ở Sài Gòn ơi thì nó studio. Wow. Rồi là cái Sài Gòn ơi này, họ cũng đã chiếm hết vài ô rồi các bạn nhé. Ồ, bên đây thì đóng cửa. Đó, đây là cái kia là khu phía sau các bạn. Cái ô phía sau này thì cũng có một số nhà hàng ở trên đó các bạn nhé. Đó. Đây. Rồi, giờ sáng lên này chúng ta có thể thấy được các bạn. Đó, một số cái nhà hàng ở phía bên này, khu vực phía sau các bạn. Rồi bên này lên tới lầu 6. Vẫn mở. Bên đây có gì nè? Letter coffee and food các bạn. Này, một hội an giữa lòng sò Sài Gòn. Ở không gian như kiểu hội an các bạn. Đây à, đây để bạn. Đây có một số căn thì đóng cửa các bạn. Ngoài ra đây còn có một cái dịch vụ massage đó, massage chân. Đây. Bên đây là Orienti. Cửa tiệm Ba Má. Wow. Đó. À, bên đây là coffee bookshop. Wow. Khu vực nhà thì ở trong đây. Quay vào đi, hơi kỳ hay.
Đây à, chúng ta xem còn mấy lầu không? Lầu 8 rồi các bạn. Sài Gòn. Sài Gòn gì đây? Wow, cái này là gì nhỉ? Nhìn thấy khá là nổi bật các bạn ạ. À. Ở đây Bom sẽ chỉ bao giờ biết lớp shop em có vui váy đầm sexy cái này là bánh đầm dễ thương các bạn ạ. Đây. 69. Wow. Bên này có tiệm nail đó các bạn. Bên này là coffee. Dorita. Đó là ở cái tầng dưới cũng có các bạn. Tiệm cà phê đó họ thuê tới mấy ngàn lần, mấy ô lần. Rồi chúng ta đang vào lầu 8 rồi, giờ thì lên lầu 9 các bạn nhé. Xem nào. À mình treo cái quần đùi ở đây ta. Vậy là khu trên này là khu nhà ở rồi các bạn. Lầu 9 thì đó, lầu 9 thì là khu nhà ở rồi các bạn nhé. Đấy. Biết thì sau khu cửa này là một căn nhà các bạn ạ. Cho thuê kinh doanh tới lầu 8 các bạn ạ. Từ lầu 1 tới lầu 8 các bạn nhé. Rồi những cái cửa sau cửa này là mình thấy đây có người ở. Orienti. Giờ thì các bạn có thể thấy là đó, một chung cư được xây dựng từ khá lâu rồi các bạn, rất là cũ rồi, từ ngày khi mà phố đi bộ Nguyễn Huệ được xây dựng và hình thành, nên thì có khá là nhiều quán cà phê và nhà hàng ăn quy tụ về đây các bạn nhé. Có cửa sổ nào. Giới thiệu cái không gian khá là đẹp này. Đây các bạn coffee and food. Không biết là còn cái bàn ở phía ngoài không các bạn. Ở mình thì một không gian khá là đẹp này. Trong to cái bàn ở phía ngoài không? Cái bàn ở phía ngoài không? Đây nhớ nhiều gốm sứ của theo kiểu Hội An hả, Quảng Nam, các
Ở đây là ngồi chung đó luôn ha. Ủa, có cái mấy cái này là mình trưng bày đồ này. Bán hả? À, này bán luôn. Không gian khá là đẹp quá. Để ra ngoài ngắm một xíu nha, rồi chúng ta sẽ. Ở đây mấy giờ đóng cửa? 12 giờ. Đây, rồi mình sẽ chọn món trước nha các bạn. Chọn menu. Khá là cao các bạn nhé. Đây bây giờ mình thuê một cái mặt bằng ở khu này thì cao này là chắc họ bán giá như vậy là cũng hợp lý các bạn. À, ngoài đó thức uống này thì có đồ ăn này. Đường đồ
đối diện đây là đường từ ngày phố đi bộ được làm nên thì cái giá mặt bằng rất là nhiều thương hiệu đã đổ về đây để kinh doanh đồ ăn với thức uống các bạn ạ, và bán rất là nhiều thứ khác nhau nữa nha, đồ lưu niệm rồi quần áo rồi là thời trang rồi rất là nhiều thứ nữa. Nên là giá mặt bằng ở đây rất là cao, và khi mà từ ngày dịch bệnh thì để con vắng bớt đi các bạn, không có một số cái mặt bằng để chống. Đây là quả cà thịt nha các bạn. Đó, hàng thịt này. Đó, xong nó có mưa rồi. Đó, trứng vàng này. Đó, quả này là cà màu trắng này. Đó, không lại. Cái này là hàng thiệt nha các bạn, không phải hàng đồ giả đâu nha. Ở đây là không gian trong nhà các bạn. Ở trên tường có gắn gốm sứ khá là đẹp này. Một ghế đệm mà trong nhà nha các bạn. Đó, đây một ghế gỗ nhìn là khá là cổ kính này, bên kia có không gian này. Đó, và có cái tủ đồ ở đây, có bán đồ luôn nha các bạn. 95.000 sao không gian trong nhà cũng khá là đẹp các bạn này. Vậy là mình cũng đã đi tham quan và thưởng thức một ly cà phê ở chung cư cà phê 42 Nguyễn Huệ rồi các bạn ạ. Rồi mình cả tính đi thang máy mà thang máy đang ở dưới tầng trệt rồi. Chắc thôi đi bộ cho lành các bạn nhé. Đó chứ, sau khi tới nơi rồi mình đang ở lầu 6 các bạn ạ, đang đợi thang máy. Tính là đi bộ nhưng mà có hướng đi lại rồi sẽ review cái thang máy cho các bạn xem nhé. Đó, đây đến lầu 6 rồi các bạn ạ. Ủa đang lộn mấy?
Ở đây là, ôi mình đã đi ra phía bên ngoài rồi các bạn ạ. Giờ thì nhà sách cũng đã đóng cửa rồi. Giờ này cũng là 10 rưỡi rồi các bạn ạ. Đó, đi bộ vẫn còn khá là đông người này. Kiểu vẫn là còn là khá nhiều người đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn ạ. Đó, còn đây là ta sẽ nhìn lại chung cư cà phê một lần nha các bạn. Đó, cũng ngay nhiều nhà hàng đã đóng cửa rồi, chỉ còn giờ này họ cũng đóng cửa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video sau nhé. Đây bên này là bít bùn các bạn. Thời gian trước thì cũng nuôi khá nhiều em cún, cũng rất là do về các bạn này. Đó, bên là bít bùn nha, bên này là em này là husky này. Đi đây. Buổi tối ở đây cũng khá là vui nha. Cùng người chơi này. Bạn này là phốc xong nha. Mọi người đồng trang cái này. Thế còn em nào ta? Bạn này là bắp ha. Em bắp các bạn. Bạn này là bu đồ trắng. Bạn em này là giống gì không biết này. Buổi tối thì đói quê thì họ cũng chờ mấy cái cún vào đây các bạn ạ. Nhưng mà để đảm bảo vấn đề vệ sinh nha. Ở đây còn phải và em cún nhỏ nhỏ nữa này. Đó, em phốc sóc nè. Em bu đồ này, em cún nhỏ nhỏ. Rất là dễ thương. Rất là tăng động.